trực tiếp luôn hả? Không. Quay à? Ghép hai cái lại được với nhau rồi đúng không? Ừ. Quay úp. Úp. Chụp tốt à? Mà chẳng biết cậu đâu. Nhìn cái mũi cô ngủ không? Quay khách xong thì nhìn là lại chả biết ai là ai nữa. Đúng rồi, nhìn nhìn lâm trận á. Đừng ơi, nửa đêm gọi đi lấy thịt nha. Mẹ cái thịt từ trên kia xuống nhưng mà gửi nhà xe hả? Xe tải á, biết mình xe tải cho khách biết. Trời, 10 giờ đêm gọi ra bên xe miền đông lấy. Sao không gửi mấy cái xe mà nó ra tận nhà? Ừ. Không biết nè, không biết gửi xe kiểu gì biết. Thì nó không có rồi. Tính gửi ban ngày nhưng mà ban ngày nó không có xe xuống Sài Gòn nha, nó dậy không? Nó cho vô Sài Gòn. Nó chỉ cho tới Bình Dương thôi. Thì nó xong kêu nó bốc phép vừa qua đây không được đấy. Bình Dương xa mà. Ừ. Ý là Bình Dương ấy. Cái gì từ Bình Dương á hả? Ban ngày chỉ có xe ở Bình Dương thôi. Ý mà là đến xe miền Đông á, xong kêu nó bốc phép vừa qua đây. Ai trả tiền xe cho nó? Không biết anh trả tiền xe chưa vậy? Trên đấy xe đâu vậy? Chả biết. Chưa hỏi anh luôn. Biết nó có ra tận nhà không? Kiểu ở Gò Vấp thì chắc là biết là chắc là ra tận nhà chứ. Nó ra tận nhà đi theo tên của bên kia lấy xe máy về. Để ở chỗ nào? Cái đường bên... của anh đó, số 95 đường của anh á. À, cùng đường số 6 luôn hả? Ừ. Đi qua giờ đi qua bên đấy không? Hử? Bao giờ đi qua bên đấy không? Có. Mấy ông bên công ty bên kia ổng đặt nước. Công ty du học ấy. Ừ. Công ty du học Hàn Quốc ấy. Còn đổi chỗ không? Chị đứng đây luôn. Chị đứng sao lấy chứ? Bữa trước biết không? Bữa trước là do khô, do khô quá không lấy được ấy. Ừ. Nó còn nhiều mà. Được chữ uống thuốc không? Ừ. Đợt này lấy được nhiều hơn mà. Không thấy cái đầu mụn nào hết trơn nữa. Ừ. Cái khô cho nó bong bong lên đâu thấy đâu. Uống hết thuốc rồi mới nghỉ hay sao? Hay nghỉ giữa chừng vậy? Muốn hết luôn. Thật ra lúc đó uống cũng gần hết rồi mà còn 1-2 ngày rồi.
của Hạnh. Hạnh tí nhân tin hỏi anh Triều ơi, anh còn anh F0 hay F1 rồi? Hay vẫn F1 đây? F0 thì từng đó mới F0 mà. Sao em đi? Cả tuần này hôm nay đâu đau buổi trước đâu đúng không? Ừ. Hôm nay đâu có đau buổi trước đâu đúng không? Không nói đâu phải là không có gì đâu. Nhưng mà nó đỡ hơn. Thật ra tư học rồi. Chắc chắn sẽ đỡ hơn rồi chứ. Đi đang quay cầm nữa. Bây giờ cầm muốn bể cơ luôn. Mà sao cứ quay vô cái tên gồng đỡ phải kêu.
mà có chất lượng nha bạn. Ngặn cục nào là chất lượng cục đấy. Bù xuôi đi. Có gì đâu, mấy này có đơn giản. Vẫn còn mạnh miệng. Mọi người có mụn nhiều thì đi lấy mụn sớm đi. Đừng có để như mình nha, nặng nhiều lắm. Mất thời gian thôi chứ đau rồi, không đau đâu. Mày dễ đâu đau miếng nào đâu đúng không? Đúng rồi. Ui may quá, từ dễ leo. Phan nằm im luôn không dậy nữa. Không không, cái này đơn giản, cái này đâu có gì đâu. Cái này mà đi. Hãy nhìn vào dưới cổ nhiều không ạ? Thấy được không? Em thấy sẽ thấy sao? Dưới cổ của Tân có nhiều không? Không. Trời trời, đang quay hàng, bình tĩnh. Trời, cái cục mụn mẹ ơi luôn á. Ngứa ghê. Mũi cắn thôi. Không phải mũi cậu đây phòng mới lạnh đâu mũi mà chân mới đá banh. Trời ơi, cô mụn mẹ ơn á. Sao cậu nó lì quá hả? Ừ. Nhìn nó bật lên đã có mắt luôn. Ừ. Nhìn mụn Tân mà biết ngon rồi, nó kêu quay chứ không thì. Cấn còn dưới cổ nữa. Cổ không có mấy. Vậy đấy. Chỉ là nhiều à. Nhìn cái gì ra không có mấy vậy. Nhìn cái gì nhé. Đâu có mấy đâu. Chị lấy hết rồi. Sờ nó sần sần nhiều rồi. Tại vì còn nặng nó sưng á. Sưng nó mà sưng. Tí nó tắt thở ra đấy. Ừ. Tí nó tắt thở ra đấy. Ừ, do bóp người đó nên khó thở thôi.